Hiện tại là Covid hoành hành ghê quá nên sân bóng đóng cửa hết rồi. Các bạn có thể thấy đây không ai tập cả. Chỉ còn một mình với lại nguyên sân bóng K34 của anh Sĩ. Nhờ mối quan hệ thân thiết nên thành ra được lên sân tập luyện. Không có đá banh 5 người được, cũng không đá banh 7, cũng 7 còn chết nữa, 11 còn ghê nữa. Nên ra là giờ mình chuyển đi, chuyển qua đá sân một người. Đó, mình vừa mới làm hai khung thành mini. Đây, các bạn có thể thấy. Cao 1m2, ngang 1m6. Để đá banh 1-1. Hay quá, sân Sĩ có một cái khoảng không ở đây phù hợp cho mình chơi 1-1 luôn. Chơi 2-2 cũng được, hơi chật tí xíu. Đây chắc cỡ 6m. 6m. Chơi banh này thì là một quả banh của Ren Sport. Mình mua của Ren Sport với giá 1,1 triệu. Size của nó không phải size 4, size của nó là 3.7. Phù hợp để đá chơi xỏ háng nè, được nè. Giờ không đá banh 5 người được thì chuyển qua đá banh 1-1 trong cái khu như thế này thôi. Các bạn thấy hợp lý không? Một mình đấu với một người, phù hợp cho cái mùa dịch như thế này. Thì anh em nào mà không có ra sân thì có thể chơi ngay trong xóm nhà mình cũng được. Có thể đặt hai cục gạch hoặc là hai marker thành khung thành giống mình để chơi. Rồi, luật thì đơn giản lắm. Mình sẽ làm một video clip kỹ về luật cho anh em xem sau. Còn hôm nay mình sẽ kiếm người đấu cho mọi người xem. Luật cũng đá khá là đơn giản thôi. Banh 1-1, cứ ghi một bàn là một điểm. Xỏ háng cái 3 điểm. Đá trong vòng 3 phút, ai nhiều điểm hơn người đó thắng. Bóng hết biên thì hết luôn. Còn bóng ra biên thì banh chạm ai cuối cùng thì trả banh là cho đối phương. Xỏ háng là chỉ cần xỏ qua thôi, không cần phải giữ banh sau đó. Chi tiết của bộ môn này gọi là Banana Street 1v1. Thì mình sẽ làm một video clip sau. Và hôm nay là mình sẽ kiếm người chơi cho anh em xem. Nãy có rủ Kim Messi mà Kim Messi giờ chưa tới. Lát nữa đấu với Kim Messi sau. Giờ sẽ kiếm vài học trò của anh Sĩ ra đấu. Đang ngồi ngoài kia. Chơi nha. Đây là Mai Thanh Tú, một học trò ruột tại sân K34 của anh Sĩ và hiện đang là thủ môn team trẻ Lê Minh FC. Tú cũng từng đá game này với mình vài lần cách đây vài tuần. Hôm nay là ngày trực của Tú trên sân, thế là mình rủ vào đá cùng luôn. Đây là Danh, một bạn trẻ làm việc tại sân K34. Thấy mình đá với Tú trong sân, ngứa dầu quá nên cũng vào đỏ tài cùng mình. Ủa,
Đây là Văn, cũng là một học trò ruột của anh Sĩ K34. Văn hiện tại là quay phim cho các clip bóng đá của mình. Hôm nay quyết định xỏ giày đấu với một trận luôn. Và kết quả thì mời anh em xem tiếp. Đây là Si Lùng, một trong những trẻ K34 ưu tú trong lứa 2010 của sân Anh Sĩ. Hôm nay Si Lùng lên sân tập thể dục thể thao, thế là bị mình rủ vào đá cùng luôn. Messi lên rồi, Messi lên rồi. Messi không mang theo đồ, mang theo đồ cho Messi luôn. Quần Rainsport, áo tập mới của đội tuyển Việt Nam, Rainsport luôn. Đi làm mới về xác đích của đây luôn các bạn. Mình mặc áo huấn luyện, áo này của thầy Park. Áo này là của Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh gì đó mang mặc áo này. Đó. Coi trận chiến này nha, thay đồ đi, lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi.